Rạng sáng ngày 29 tháng 4, Inter Milan tiếp đón Juventus trong trận cầu tâm điểm vòng 35 Serie A. Juve có bàn mở tỷ số do công của Douglas Costa ở phút 13 sau pha dứt điểm chéo góc. Kể từ phút 16, Inter chỉ còn chơi với 10 người trên sân khi Vecino phải nhận thẻ đỏ trực tiếp. Thi đấu ít người hơn, nhưng Inter vẫn chiến đấu kiên cường và chờ thời cơ gỡ hòa. Phút 52, Joao Cancelo có đường chơi bóng chuẩn xác để Icardi đánh đầu tung lưới Buffon, gỡ hòa 1-1 cho Inter. Phút 65, Ivan Perisic có đường căng ngang khó chịu từ bên cánh trái, khiến cho trung vệ Barzagli của Juve lóng ngóng đút lưới nhà, 2-1 cho Inter. Những tưởng 3 điểm sẽ ở lại sân Giuseppe Meazza, thì ở phút 87, Cuadrado có cú sút từ góc hẹp, bóng chạm chân của hậu vệ Inter và bay vào lưới trong sự ngỡ ngàng của thủ môn Handanovic. Chỉ 2 phút sau bàn gỡ hòa của Cuadrado, Higuain ấn định chiến thắng 3-2 cho Juve sau cú đánh đầu hiểm hóc. Đây là một chiến thắng vô cùng quan trọng với Juventus, giúp họ duy trì ngôi đầu bảng Serie A, tạm thời hơn đội xếp thứ hai là Napoli 4 điểm và thi đấu nhiều hơn một trận khi mùa giải chỉ còn lại 3 vòng đấu.